6 giờ thì khu vực Lone Elves chắc chắn sẽ bị ao bo. Và rất nhiều những cái khu vực đồi núi địa hình hiểm trở sẽ là cái sự lựa chọn của các đội tuyển ở phase thứ 3. Foreman cũng đã chịu cho mình đó là cái tổn thất thứ 2. Họ chỉ còn chơi với 2 người mà còn chưa kiếm về bất kỳ một điểm nào cơ. Còn đối với Donut UNG, họ nào vị trí là khá đẹp. Còn đối với Fantry, tầm này thì không một cung đường nào là một cung đường có thể nói an toàn được nữa. Khi ở cái khu vực high ground phía góc 6 giờ đã có cái sự chấn giữ của khá nhiều đội tuyển. Và giờ GFI họ lại gì bắn vào nhưng chưa thể cấu được một chấm máu nào để chính thức mạng của bài tráng này. Nhưng Foxy thì không được bài bắn thế, một viên đạn duy nhất vào đầu và đó là đủ. Vẫn chưa dừng lại được đầu Foxy nằm xuống. Ranba liên tục bớ vào và đó là những điểm cũng dành cho đội của Gen G. Một tướng Roy Bay phải nói là quá tốt đến từ đội Gen G. Và họ đã có được một cái khu vực góc nhà ở sát viên bo, tạm thời là ổn để có thể giúp họ hồi phục lại lượng máu. Còn đối với Global Sack Accept, cái việc họ tiếp cận vào vòng trắng cũng sẽ không phải là điều quá khó khăn. Genji thì quyết định là đi từ cánh dưới xuống rồi, kẹt và kẹt xe. Hơi đáng tiếc một chút nhưng không sao cả. Đây là một khu vực đủ an toàn để họ để tiếp cận cùng với nhau. Xe mà bay đến cả mét như vậy. Nhìn trên PUBG thì công nhận trông rất sướng mắt. Còn Salut vâng, có thể coi là một trong những ông vua sinh tồn mà anh đang cố gắng bơm vào những cái bạo gục. Đó là hai bạo lên từ Salut chứ không phải là một. Begopa là đội tuyển đầu tiên phải ngã xuống ở top 16 chứ không phải là Danawa. Nhưng những gì để chúng xem là Salut liệu còn đồ để hồi phục được không đây. Anh ta gần như là cạn kiệt rồi. Thôi thế này thì hết. Nói chung là Danawa việc mà cộng thêm được hai mạng và không phải ngã xuống top 16, đó đã là một thành công với đội tuyển này. Có điểm đã là thành công rồi. Chỉ bao nhiêu thì tôi không quan trọng. Hai đó là một con số quá tốt. Và Salut thì như ta nói từ thời điểm đầu rồi, anh ta không có máu to. Anh ý từ đầu đến giờ anh chỉ quấn băng gạc mà thôi. Bây giờ thì không được phép chạy, phải quấn băng gạc liên tiếp để có thể sinh tồn. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn cái lượng máu mà chịu cái băng gạc nó hồi phục lại đi. Đâu đó khoảng tầm 15% máu đúng không? Một số khá ít ỏi và bo đốt thì là quá đau. Tình huống này nhá, đội ngũ như hút luôn cả anh chàng Savior đến từ game Global Esports Asset. Nhưng ai nào định đã nổ súng. Bây giờ Yan Li không thể thoát khỏi được mục tiêu này. Nhưng Savior thì sao đây? Ba người của Pedro lao lên, Savior quá khó là sống sót. Và X-Step dứt điểm gank thuộc về top 14 cho đội tuyển đó. Cover rất nhanh và họ vẫn có đủ cái lượng nhân sự để có thể gây áp lực cho Genji. Patrick Roth thì họ đã tiếp cận vào vòng bò rồi, thế không phải lo nữa. Nhưng Genji thì họ bắt đầu phải để vị trí Adder là người di chuyển ở ngoài nhằm scout. Nhưng mà đáng tiếc rằng Heaven, chính xác là Heaven bắn quá tốt. Và đó là Adder phải ra đi. Không hề dễ dàng để cho Genji khi mà bò cứ né họ thôi. Họ luôn ở khoảng cách phải nói là rất xa với vòng bò tiếp theo của cái trận thi đấu này. Và Ionic không thể nào chịu nổi cái lượng đam đến từ vòng bò. Hơi khó là Genji ở thời điểm tại. Cái Petricross họ biết đây là thời điểm vàng đến để công sang. Bắt nó đi vị trí của Ranba cũng như Asura. Và thậm chí rằng Ghibli cũng đang gài người sang để có thể KS được vài điểm mạng. Nhưng đáng tiếc hai để cứu cuối thì nó... Đầu tiên kết thúc là Vero đứng ở hạng 7, hạng 8 gì đó. Và bây giờ họ lên hạng 5 rồi. Đối thủ ngay trên thứ tư là Begopa đã ngã xuống. Đó là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Và khoảng cách để lên vị trí thứ 3, vị trí 3 không phải là quá nhiều. Còn họ đang là khá đẹp. Và góc đứng của họ cũng hoàn toàn có thể tạo ra được những cái viên đạn chính xác dành cho hai đại diện đang cuống sâu xé lẫn nhau. Xlab bắn là quá dính. Zerum đang đứng ngoài vòng bò và Zerum có một Evan cũng lên tiếng. Nhưng Xlab vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bắn những mạng gục dành cho bên phía của Ghibli. Và Pedro lúc này chỉ còn lại một player duy nhất mà thôi. Chủ tịch là người sống cuối cùng và phải gánh team. Nhưng câu chuyện bây giờ Xlab đang cố gắng quẩy, anh ta vẫn đang bắn là rất nhiệt nhà. Ghibli Heaven đang ngã xuống và cuối cùng chúng ta không còn Xlab nữa. Nhưng Ghibli thì cũng đã quá yếu rồi và họ cũng không thể làm được thêm bất kỳ một điều gì cả. Dù còn thoát khỏi vòng bo thì bên trên họ vẫn còn đội của Damwonkia nên gần như khả năng sống sót là rất rất thấp. Vòng bo tiếp theo đã lộ diện, Tailu vẫn đang gần như là an vui sống khỏe với những gì họ đang có. Họ có công trình thêm cả thầy của Infantry cũng như game soạn và nhạc nữa. Quả nết tốt và Under đã bị anh chàng Ken hạ gục. DK lúc này chỉ còn lại một player mà thôi. No Freak. Khu vực viền bò rất sôi động. Zipian đã nhìn ra được player của Đông Freak rồi, cố gắng bớ vào và như vậy là EN đã bay màu. Nhưng Happy cộng thêm một mạng nhưng họ cũng ngã xuống một người và cái tác nhân gây ra đó là vị trí chàng Kiên. CA cũng ngay lập tức firm đi cái mạng cuối cùng về phía của Damwonkia và đội tuyển này cũng đã chính thức dừng lại luôn. Còn đối với Tailu với một góc đứng đẹp thì họ đang cố gắng cầy càng nhiều kill càng tốt. Tạm thời đang có 5 kill rồi. Hai quả nết ném ra đến CA và quả nết đầu tiên đã khiến Tang bị knock out.
Và quả đét thứ hai thì sao đây, tôi cũng không rõ kết quả lắm. Thì trong khi đó thì đội hình của Quantum Freak họ chưa thể nào nghỉ tay được khi mà 17 Gaming chủ động ném nét công sàng. Và chúng ta xem Quantum Freak mất quá nhiều người, 3 quả nét rồi, 17 Gaming quét sạch hoàn toàn Quantum Freak. Và đó là top 8 dành cho đại diện này. Thực sự là hơi khó rồi khi mà chúng ta chỉ thấy những cái tên đến từ khu vực Trung Quốc còn sinh tồn mà thôi. Thiên Bà thì cũng ra đi ngay sau đó. Chắc chắn là khởi đầu đến từ quả nét của vị trí CA. Góc đứng thì là đẹp, nét thì là đau. Và Thiên Ba không còn đường sống sót nữa. Vòng bo chúng ta đã có. Và nó vẫn thu có lợi cho đội hình của Tailu. Đối với cả Donut LG không phải là một cái đội tuyển quá mạnh mà đội hình của GFY hay là 17 Gaming phải đối phó. Và top 6 đến với họ ngay lập tức. Infranchi hoặc Games Forever Young có một cái sự đột phá. Nhưng bây giờ thì Quang Trai cũng đang có những động thái muốn gạt giò. Và tạm thời thì Quang Trai vẫn đang khá là ổn khu nhà vệ sinh khi hai quả lửa ném ra. Nó chưa quả lửa nào là chính xác cả, đến quả lửa thứ ba nó vẫn là trượt luôn. Và giờ thì Quang Trai đang bắt thăm mình. Một tên hạt bớt thôi, Atomu đã ra đi rồi. Phát hiện được Feng đang ở đâu. Nhưng Quang Trai biết rằng đây là thời điểm anh ta có thể cầy kill. Vậy là 3 kill cầm về đến từ Quang Trai cũng đã là cả một cái sự nỗ lực to lớn. Và chỉ còn lại đúng 4 đội tuyển mà thôi. Lần này là 4 đại diện đến từ khu vực Trung Quốc, không người Hàn Quốc chen vào. Đây sẽ là cái top 1 chắc chắn dành cho người Trung. Games Forever Young đã ngã xuống và quả lửa của CR là tác nhân chính trong kỳ tình huống vừa rồi. Đó là CR với CC 108. Nào bây giờ ai sẽ là người bắn tốt đây? Và CR turn nặng đầu tiên chưa chính xác. Vị trí của anh chàng Tòng Z vẫn chưa thể về đến nơi. Và CR đang bị mù. Nhưng em mình đã là người bị knock out. Tiếp theo CC 108 vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Double kill rồi, Lưu Quất bắn chéo sang. ASMM cũng đã ra đi. Và giờ chỉ còn lại đúng một người của New Happy mà thôi. Đó là Zip Jan. Jeep Jan là cố gắng để hồi phục lại lượng máu. Nhưng 17 Gaming họ đang ập đến rất đông hung hãn. Jeep Jan đổi một rồi. Lưu God ở đây không thể làm được điều gì quá nhiều cả. New Happy dừng lại ở top thứ 3 cũng là điều khá dễ hiểu. Và Tailu biết đối phương là bị knock out một người. Đây là thời cơ vàng để họ đẩy lên. Rất nhiều flash được ném vào. Và Seer knock out Lưu God. Tiếp theo là video show. Quá khó khăn rồi, thì đây tình huống 3v1, 17 Gaming, X-Good là người cover đằng sau, bây giờ chỉ còn lại một mình. Thì nơi đâu ra cái cửa để có thể đem về cho 17 Gaming, đó là cái top 1 này. Sia đang bắn rất bay. Và bây giờ tình huống đưa về 1v3, quả nét này chưa hẳn là quá chính xác, nhưng cũng đã cấu đi một lượng máu khá lớn rồi, 30 HP. Tông Z cũng có sẵn nét. Và bây giờ đội hình của Tailu có lẽ đơn giản, chỉ cần là 3 người tạo một đường cánh cung bọc vào thì Shell lúc ấy khó lòng nào có thể xử lý được trong ván thi đấu này. Cái tỷ lệ AI tính toán tốc của Tailu là 72%, vượt trội hơn rất nhiều. Và Shell 7 HP duy nhất tiếp tục quả nét đồi vào quả nét này. Nào, có đủ nữa chưa đây, tiếp tục sẽ cố gắng lao lên. Shell hồi phục, flash trả giá quá nhiều. Và chiến thắng sẽ thuộc về các thành viên của Tailu thôi, người kết thúc. Đó là Sia. Sia làm hết trong game thiếu vừa rồi. Sia Gaming trong game thiếu đó đến từ Tailu. Cá nhân tôi đã có một chút những cái tính toán ở Fantasy League khi lựa chọn thành viên của Tailu. Nhưng rõ ràng là tuần thiếu trước thì họ cho ta được thấy những cái màn trình diễn không thật sự quá ổn. Nhưng với tuần thiếu thứ hai này có vẻ mọi thứ đã thay đổi. Tailu đã có một lượt trận cầy cho mình được rất nhiều kill. Và bên cạnh đó họ cũng đã có thể đem về cho mình được một cái top 1 cực kỳ là xứng đáng. Có lẽ anh ta sẽ nghĩ đến cái tên Tailu rất nhiều từ các thành viên của họ. Sia, rồi thì CC108 cho những cái pha xử lý ở tầm giao tranh cuối cùng. Họ đem về được rất nhiều những cái chỉ số hạ gục. Và đã có được cho